Dương tử bùng nổ nhan sắc ở tạo hình thời đường, fan này nhiệt bà cũng khó bị kịp hay sao? Tạo hình mới của Dương tử khiến dân tình mê mệt vì quá xuất sắc. Sau thành công của trường tương tư, Dương tử cho thấy sự chuyển biến rõ rệt cùng với đó là nhan sắc ngày một lên hương. Cách đây không lâu, cô nàng đã tham gia vào dự án quốc sắc phương hoa tái hợp cùng bạn trai màn ảnh Lý Hiện. Những tạo hình đầu tiên của cặp đôi ở bộ cổ trang này khiến khán giả mê mệt. Mới đây một khoảnh khắc tạo hình mới của Dương Tử trên phim trường quốc sắc phương hoa đã được đăng tải lên mạng bị xếp vào nhóm phụ nữ. Thế nhưng không có ai có thể phủ nhận được rằng tạo hình cổ trang của nàng tiểu hoa cực kỳ xuất sắc. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ngũ quan tinh tế của nàng tiểu hoa rất phù hợp với kiểu tạo hình thời đường ở quốc sắc phương hoa. Với nhan sắc ngày càng đẹp, Dương Tử được nhận xét áp đảo nhiệt ba là cặp đối thủ trời chọn vậy nên cả hai thường xuyên bị đem ra so sánh về mọi mặt. Nếu sau này nàng mỹ nữ Tân Cương có tham gia phim cổ trang, chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh với Dương Tử. Trước đó tạo hình cổ trang của Dương Tử ở trường Tương Tư và Nhật Ba ở An Lạc truyện cũng đã nhiều lần bị đặt lên bản cân. Có diễn xuất tốt lại tái hợp cùng bạn trai màn ảnh từng bùng nổ, Dương Tử được cho sẽ bạo lớn ở dự án cổ trang mới này. Cô ngắm thêm một loạt ảnh đẹp mê mẩn của Dương Tử trong tạo hình thời đường quốc sắc phương hòa nhé!